trị giá 1.200.000 đồng. Nhanh tay gọi ngay đến tổng đài đang hiển thị trên màn hình. Cơ hội ưu đãi chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện đến tổng đài trong thời gian video đang phát sóng. Liên hệ 0963 400 910 để được nhận ưu đãi tốt nhất. Unibet với sự nghiên cứu của chúng tôi thì đáp ứng được cả hai yếu tố là vừa hạ ổn định được đường huyết và đảm bảo bổ sung những vitamin cần thiết cho cơ thể. Thì ngoài sữa ra còn có các chứa các loại hạt chất tốt cho tim mạch, huyết áp, những bệnh nền liên quan đến tiểu đường. Unibet có chứa thành phần insulin rất tốt cho hệ tiêu hóa, chứa vị ngọt thanh giúp người bệnh uống vào có cảm giác là ngon miệng, không ngán, không đau bụng và giúp hỗ trợ giảm nhanh các biến chứng như là mất ngủ, tiểu đêm, tê bì trên tay, mờ mắt vân vân. Hôm nay thì tôi dùng cái tiết lộ cho mọi người một dòng sữa dinh dưỡng rất cực kỳ rất là tốt cho người tiểu đường, đó chính là dòng sữa Cruzabet này. Dùng 10 ngày là mình sẽ đỡ hẳn tê bì trên tay, mờ mắt, tiểu đêm, đau nhức xương khớp. 20 ngày chúng tôi kiểm tra đường huyết thì đường huyết có thường ổn định ở mức 5-6 phần mà thôi. Một tháng rưỡi là không cần dùng cái thuốc tây hay là tiêm insulin gì hết, sức khỏe quay trở lại bình thường. Và nếu không có hiệu quả thì đã thành cái chứng chỉ như hai ngăn lên. Mèo cam kết cho mọi người luôn, không cải thiện, hàng sẽ hoàn tiền cho mọi người. Vậy thì cả nhà yên tâm chưa? Các chuyên gia dinh dưỡng Việt Nam và Hoa Kỳ vừa phối hợp nghiên cứu thành công sản phẩm sữa dinh dưỡng chuyên biệt cho bệnh nhân đái tháo đường Cruzabet, giúp ổn định đường huyết và ngăn ngừa tối đa biến chứng. Cruzabet với thành phần chính là florizin, ốc chó, đậu nành, đậu đỏ, đậu xanh, bí đỏ, nhập khẩu 100% từ Hoa Kỳ, với hương vị táo đặc trưng và trong đó có hoạt chất florizin trong vỏ táo đỏ Hoa Kỳ, có khả năng kích thích tuyến tụy sản sinh insulin, làm giảm tình trạng kháng insulin, ức chế hình thành glucose ở ruột, giảm glucose dư thừa trong máu. Công nghệ enzyme siêu hoạt hóa giúp chiết tách tối đa hàm lượng florizin, khiến hoạt chất này khi đi vào cơ thể phân tách thành kích thước siêu nhỏ, giúp nhanh tan, nhanh thẩm thấu, tăng hiệu quả hạ và ổn định đường huyết lên tới 256%. Sản phẩm cung cấp đầy đủ dinh dưỡng thay thế bữa ăn hàng ngày. Trong sữa Cruzabet này có một thành phần rất đặc biệt mà không sữa nào có, đó chính là thành phần inulin làm cho đường tiêu hóa ngày càng tốt lên. Do đó mà khi cô uống sữa Cruzabet này, cô không bị tiêu chảy này, và do đó mà sức khỏe của cô được nâng lên rất nhiều. Đường huyết của cô chỉ còn có 5,8. Đây là chỉ số đường huyết trong mơ của những người tiểu đường, và trước kia thì đường huyết của cô lên tới 12 chấm. Cô đã uống 3 tháng rồi, cô thấy là người cô nó khỏe mạnh lên này. Thế rồi thì là cô sinh hoạt các cái câu lạc bộ ấy, cô thấy là mình không có lề hà gì cả. Nói thật thì cháu trước đây cô ăn cơm khỏe lắm, nhưng bây giờ cô giảm bớt cơm đi, cô tăng cái sữa lên, thế là từ những đường huyết của cô nó giảm hẳn. Cái sữa này á uống nó quá đã còn người. Dạ. Nó có cái mùi mà táo Mỹ. Dạ. Uống không có thấy ngán. Dạ. Dạ. Mà chú uống được 3 tháng rồi, sữa chưa có hết nha. Mà trời ơi, cái bệnh tiểu đường của chú á nó có kết quả rất rõ rệt luôn. Con cháu nó mừng quá trời luôn. Thôi mình chia tay, cầu mong anh chiến thắng. Trăng kia sắp tan trên hè phố. Thôi mình chia tay, rồi mai đây có về. Qua cho tôi anh nhớ chép bài thơ. Nắng đẹp của bình minh đang hé chờ. Nỗi buồn vui biệt ly sẽ qua mờ. Tung cười từ dần sau vẫn còn đó. Đến gì đây, thôi bọn mình chia tay, thôi bọn mình chia tay. Đừng lưu luyến gì đây, thôi bọn mình chia tay, thôi bọn mình chia tay. Đừng lưu luyến gì đây, thôi bọn mình chia tay.
ta đi vì lý tưởng, đi xây mộng cho đời, quên đi vàn sâu nhớ, ta cùng mơ ước.